xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tú Lang Thang. Thì ngày hôm nay mình xin phép tất cả các cô chú anh chị và các bạn, mình xin phép chia sẻ một cái món quà bất ngờ mà em trai mình tặng cho mình các bạn ạ. Đấy là Phạm Dũng tặng cho mình. Thì hôm đấy thì là mình đi thay bảo dưỡng xe mô tô các bạn. Thì em mình cũng có ở gần đấy, đang quay gần đấy cho nên là cũng có ghé qua đấy chơi luôn. Thì mình cũng có được em mình tặng một cái món quà mà mình cũng chưa sử dụng bao giờ. Nay mình mới xin phép là chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị cái niềm vui này của mình thôi. Đấy, món quà là cái gì thì chút xíu nữa mình sẽ bật mí cho các bạn xem nha. Còn đằng sau lưng mình thì các bạn cũng có thể thấy là những mặt hàng của hải sản Phan Diễm thì vẫn luôn đầy đủ để phục vụ tất cả nhu cầu của tất cả các cô chú anh chị nha. Đây các bạn ạ. Đây trước mặt các bạn có thể thấy đây là cái mặt hàng best seller ở bên mình nha các bạn. Cầu hủ dừa sấy khô. Hiện tại thì vẫn là giá 1,2 triệu một ký và được tặng kèm là một trong 4 món các bạn. Thứ nhất là 1 ký củ hủ dừa, khi mà các bạn mua 1 ký củ hủ dừa thì được tặng một lọ chấm chéo này. Hoặc là các bạn không ăn cay được, các bạn không lấy chấm chéo thì các bạn có thể lấy bánh phồng tôm của anh Cua. Đây, bánh phồng tôm đây. Bánh phồng tôm thì cái loại này là cái loại 50% tôm nha các bạn. Một hộp như vậy trị giá 100.000 và lọ chấm chéo thì cũng có giá trị là 100.000 một lọ. Còn nếu như mà các bạn không muốn lấy chấm chéo hoặc là không muốn lấy bánh phồng tôm thì các bạn có thể lấy đường thốt nốt của Song Hỷ nha các bạn. Đây, một hũ đường thốt nốt này thì có giá là 60.000 các bạn ạ. Trọng lượng là nửa ký nha các bạn. Và nếu như mà các bạn không muốn lấy đường thốt nốt thì các bạn có thể lấy nửa ký tỏi tép. Thì khi mà các bạn mua 1 ký củ hủ dừa thì các bạn có thể được lựa một trong 3-4 cái món quà đấy nha các bạn. 4 cái món quà, một là chấm chéo, hai là bánh phồng tôm, 3 là đường thốt nốt, 4 là nửa ký tỏi tép. Và mỗi 1 ký củ hủ dừa đấy thì được, ngoài 4 cái mặt hàng đấy ra thì còn được tặng kèm thêm một bó đũa như vậy các bạn, 10 đôi. Cái này là đũa dừa Bến Tre nha các bạn. Nhà mình hiện tại nhà mình cũng đang xài cái đũa này các bạn ạ. Ngoài cổ hủ dừa ra thì bên mình cũng còn yến này các bạn này. Nếu như mà các cô chú lớn tuổi nếu như mà muốn sử dụng yến nguyên chất 100% thiên nhiên thì các bạn có thể liên hệ với bên mình nha. Như cái loại này là 3,7 triệu một lạng các bạn. Thường thường như các bạn thấy này, tổ to và đẹp nha. Đấy. Còn cái này là yến thô các bạn này, yến chưa nhặt lông ấy. Nếu như các bạn có thời gian thì mua cái loại này về mình tự nhặt lông rồi mình tự trưng cũng được. Thì giá loại này là 2,9 triệu một lạng nha các bạn. Ngoài ra thì bên mình vẫn còn nhiều những cái mặt hàng như là hải sản này, như các bạn thấy trước mặt đó là kháo vải lẻng của anh Mạc Minh nha các bạn. Cái này là nấm hương các bạn, nấm hương của bếp trên bản. Đây là miến rong thì 80.000 một ký thôi các bạn ơi. Nhưng một gói như vậy là một ký này 80.000 này. Cái này về ăn ngon lắm các bạn. Nhà mình hay nấu miến rong với là sườn đó các bạn, sườn non ấy. Hay mua sườn non về nấu miến rong rồi là bỏ thêm một chút nấm hương mà. Rồi nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Còn bên này là cái tủ hải sản nha các bạn. Bên này là tủ hải sản các bạn ạ. Như các bạn có thể thấy là cái này là bào ngư Úc size nhỏ này các bạn này. Size này thì tầm 10 đến 12 con một ký các bạn. Thì nó là 950.000 một ký. Đây, tiếp theo là cái mặt hàng mà nhiều idol thích các bạn ạ. Như anh Hải Sapa TV này, như Song Hỷ này, như anh Tú này, như anh Cua này.
anh Mách này, anh Phạm Văn Mách này. Đấy, đều thích, rất là thích cái mặt hàng mực phơi ba nắng này của mình, mực dẻo phơi ba nắng ấy. Các bạn thấy con to. Để đây mình để cái bàn tay mình xòe ra cho các bạn thấy này. Bằng một bàn tay luôn nha, bàn tay mình xòe nha. Hơn 40 phân con này. Hơn 4 tấc. Thì cái mặt hàng này là cái mặt hàng mà bên mình bán rất là chạy luôn. Các cô chú anh chị bên nước ngoài về ấy thì mua cái này đem đi nước ngoài các bạn. Nhưng mà có nhiều cô chú là chưa có tin liền đâu, chưa có tin là nó ngon đâu, mà các cô chú mua ăn thử một cái loại cái gói nhỏ các bạn. Tại vì cái mực dẻo này thì bên mình nó có hai size. Như cái size mực dẻo này này là 1 triệu 1 ký. 1 ký 6 con các bạn ạ. Thường thường các cô chú hay mua cái gói này về ăn thử xem có ngon hay không rồi mới quay lại mua đem đi. Nhưng mà 100% các cô chú mua về ăn thử ấy, thì quay lại mua là mua dẻo lớn này. Mà mua 5-10 ký, mười mấy 20 ký là cái chuyện bình thường luôn các bạn ạ. Mực dẻo size lớn này thì bên mình đang giá là 1,2 triệu một ký nha các bạn. Còn cái này là size nhỏ là 1 triệu một ký. Đây, cái này là mực mực mini á các bạn. Bên mình mini giá là 380.000 một ký. Đây, cái này là sò điệp này các bạn này. Sò điệp này thì là 750.000 một ký. Một ký thì nó rơi vào tầm 20 đến 22 còi một ký các bạn. Còi rất là to nha đây này. Như các bạn, nếu mà các cô chú anh chị và các bạn theo dõi kênh Phạm Dũng lâu năm thì sẽ biết là lần nào cửa hàng mình có khách quý đến ấy, thì cũng đều sẽ có bào ngư Hàn Quốc là một này, sò điệp là hai, mực dẻo là ba. Đấy, auto luôn. Và cái này là cá chích ép trứng các bạn ơi. Cá chích ép trứng này thì các bạn có thể mua về đem sốt với cả, nhà mình thường hay sốt với cả chua với là thịt bằm đó các bạn. Ăn cơm thì bá cháy bọ chét luôn. Thứ hai nữa là các bạn có thể ăn sashimi. Khi mà các bạn mua về các bạn giá đông cho các bạn ăn sashimi cũng tuyệt vời các bạn ạ. Một ký cá chích ép trứng này thì nó là 690.000 nha các bạn. 690.000 một ký. Thì như cái hộp các bạn thấy là nó là một hộp này nó là 2 ký. Đây. Tiếp theo là cái mặt hàng bào ngư Hàn Quốc các bạn. Bào ngư Hàn Quốc thì hiện tại giá bên mình vẫn không thay đổi nha, vẫn 620.000 một ký. Một con như vậy thì nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 12 con một ký. Cái này là chả cá tươi nha các bạn. Chả cá đỏ củ của Lý Sơn. Cái cá đỏ củ này được đánh bắt ở Trường Sa nha các bạn. Về bà con Lý Sơn nó nạo ra lấy thịt 100% là cá nha các bạn, 100% là cá tươi. Ngoài ra thì bên mình vẫn còn những cái mặt hàng khác như là thịt trâu gác bếp này, như là mực lá câu này. Đây, mực lá câu này thì có giá là 600.000 một ký các bạn ạ. Một con này nó rơi tầm khoảng ký mấy các bạn. Hôm bữa có mấy con nó là cỡ 2 ký mấy, 3 ký một con cơ. Nhìn con mực bự đây. Như con này là 1 ký 7 này các bạn ơi. Đây. Mặt hàng khởi nghiệp của Phan Diễm nha các bạn. Đấy. Cái này thì là 790.000 một ký. Bạch tuộc Nhật. Cái con này nó bị nhiều khi khách tới mua lựa các bạn thì nó bị sổ chân không. Con này 1,8 ký này. Đấy, thịt trâu gác bếp của anh Hải Sapa TV nha các bạn. Thịt trâu thì bên mình vẫn giá vẫn không thay đổi, vẫn 1 triệu một ký, tặng một lọ chấm chéo nha các bạn. Và nếu như các bạn không muốn lấy chấm chéo, khi mà các bạn mua thịt trâu á, các bạn không muốn lấy chấm chéo thì các bạn vẫn có thể là lấy đường thốt nốt hoặc là
lấy bánh phồng tôm nha các bạn. Còn đây là mực một nắng các bạn. Mực một nắng này thì bên mình có giá 1.1 triệu một ký, con này có mấy lạng? Con này có 3 lạng mấy các bạn. Nhưng mà ăn ngon không khác gì mực dẻo luôn. Ngon cực kỳ. Đấy, đấy là một số mình giới thiệu một số cái mặt hàng bên mình có nha các bạn. Ngoài ra thì ngoài những cái mặt hàng này thì bên mình vẫn còn gọi là thứ nhất là sò đỏ này, thứ hai là chả cá chiên là 230.000 một ký này. Thứ ba là ốc bù lót, rồi là vẹm, vẹm xanh, rồi là hàu. Đấy, bên mình vẫn còn nhiều những cái mặt hàng lắm. Nếu như mà các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ qua số hotline là 0981128578, hoặc là các bạn có thể là đến trực tiếp cửa hàng ở số 89A đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha các bạn. Còn bây giờ mình xin phép chia sẻ cái món quà mà em trai mình tặng mình nha các bạn. Đây, đây nha các bạn ơi, chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn biết đây là món quà mà em trai mình tặng mình các bạn ạ. Các bạn thấy dễ thương cute phô mai que không? Cái nón full face ấy các bạn, nón bảo hiểm full face. Thường thường các bạn là thấy các biker thường hay sử dụng cái nón full face này để chạy mô tô ấy các bạn. Tại vì như các bạn biết á, em mình biết á, Phạm Dũng. Như các bạn biết á, thì Phạm Dũng em mình á, thì biết á, là mình không thích gì ngoài mô tô phân khối lớn cả các bạn ạ. Nếu như mà cho mình lựa chọn phân khúc nha, một chiếc mô tô và một chiếc ô tô tầm giá trung bình thôi, ngang ngửa nhau, ví dụ như là chiếc mô tô 500 triệu và chiếc ô tô 500 triệu, thì mình sẽ không chọn ô tô và mình chọn mô tô nha các bạn. Đấy, nhiều có thể là mình chia sẻ cái điều này thì nhiều bạn hoặc là cô chú anh chị sẽ bảo là mình ngu, nhưng mà thật ra không phải ngu đâu các bạn ạ. Tại vì nói cho đúng ra thì cái này là cái đam mê của mình thôi. Như các bạn theo dõi kênh Phạm Dũng lâu năm, thường xuyên lâu năm biết á, thì ngày xưa em mình có mua hai chiếc. Một chiếc BMW và một chiếc BMW S1000RR và một chiếc Z1000. Nhưng mà sau này vì để mà mua nhà các bạn, thì em mình bán đi để mua nhà chung cư để ở đến hiện tại bây giờ. Nói chung á, thì về cái đam mê này á, thì nó khó nói lắm các bạn ạ. Ai mà khi mà ai mà thích một đam mê một cái bộ môn gì đấy thì các bạn sẽ hiểu là người ta sống chết và đam mê cái bộ môn đấy thôi. Như mình thì mình cực kỳ thích mô tô phân khối lớn các bạn, cho nên là em mình tặng mình cái này. Nhưng mà quan trọng này, đố tất cả các bạn biết bên trong cái nón full face này là cái gì? Ai đoán được có thưởng luôn. Nhưng mà không được coi hết clip rồi comment lại nha các bạn. Đấy, mình bật mí cho các bạn biết nha. Thật ra cái này là mình chưa sử dụng bao giờ, từ hôm em mình tặng đến giờ cũng phải cỡ 3-4 ngày ấy. Nhưng mà mình chưa sử dụng bao giờ các bạn ạ. Mình chỉ để đấy và ngắm thôi. Mình đem về mình để ở trên góc. Nếu mà nhiều người biết nó sẽ thấy, đến cửa hàng hay mua hàng sẽ thấy có một cái này này. Mình để ở trên cái kệ mà đựng để kháo vải lèng với nấm hương ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Đố các bạn biết bên trong này là cái gì nha. Bật mí che lại luôn. Đấy. Đây chỉ là một cái hộp không thôi các bạn ạ, không có gì bên trong cả. Đấy, mình cho các bạn xem bên trong của nó này. Nếu như mà bạn nào đoán đúng được cái này là cái gì thì cứ comment vào đây nha, mình sẽ có phần thưởng riêng các bạn ạ. Còn đây, ten. Đây là món quà bên trong nha các bạn. Một chiếc đồng hồ của hãng Kawasaki, của hàng mô tô phân khối lớn đó các bạn. Đấy, hiện tại bây giờ là 8 giờ kém nha các bạn. Đố mọi người đoán được giá của cái đồng hồ này là bao nhiêu tiền.
Có ai đoán được giá của cái đồng hồ này không? Thật ra mình cũng khá là bất ngờ các bạn ạ, khi mà mình biết giá của cái đồng hồ này. Lúc đầu á, em mình mua á, thì mình cứ tưởng đâu là mua để em mình thay thế cái đồng hồ cũ của em mình cơ. Nhưng mà không ngờ á, thì khi mua xong á, thì thanh toán xong hết á, thì em mình mới cầm quay ngang sang mình bảo là tặng mình cái đồng hồ này. Đấy. Các bạn có thể thấy là các bạn comment giúp mình xem là cái đồng hồ này có đẹp không nha các bạn. Theo mình thấy là rất đẹp. Đối với mình là rất đẹp. Đẹp ở đây không phải là đẹp về ngoại thất của cái đồng hồ hoặc là giá trị của cái đồng hồ, mà đẹp vì em trai mình tặng mình thôi các bạn ạ. Đẹp vì tấm lòng em trai mình tặng mình thôi. Nếu như các bạn biết, các bạn xem một cái clip mới nhất của em mình thì các bạn cũng biết là cái đồng hồ của em mình đang sử dụng hiện tại thì cũng có giá là 4 triệu thôi. Đây còn cái mặt này là mặt sau này các bạn này. Không biết các bạn có thấy rõ không ta? Không biết các bạn có thấy rõ không? Đây cái hãng Kawasaki này các bạn này. Kawasaki này. Và ở như theo như thông tin ở như trên cái đồng hồ này thì toàn thế giới là chỉ có 500 chiếc. 500 chiếc đồng hồ này nha các bạn. Mà hiện tại cái mình đang cầm đây là cái thứ 242. Toàn thế giới có 500 chiếc thôi. Đấy, các bạn có thể thấy cái đồng hồ này. Và bây giờ mình sẽ công bố cái giá cho các bạn nghe xem là có được hợp lý không nha các bạn. Thì giá của cái đồng hồ này, cái thời điểm mà em mình mua ấy, là trị giá là 6 triệu nha các bạn. 6 triệu cái đồng hồ này. Mọi người thấy, theo mình thấy thì bên trong thì như cái mặt trước này này, thì nó cũng thiết kế thì nó cũng khá là đơn giản thôi, cũng không có gì cầu kỳ. Bên này thì là cái nút chỉnh giờ này các bạn này. Chỉnh giờ này. Nhưng mà theo mình thấy hình như là hôm bữa mình có đeo thử một lúc rồi. Mình có đeo thử thôi chứ còn mình thật ra mình cũng chưa sử dụng cái này nữa. Thì cái lớp da này nếu như mà đeo vào á, thì khi mà mình ra mồ hôi các bạn, nếu mà các bạn siết cái đồng hồ vào tay hơi chắc chắc một xíu á, là cái da này nó cũng hơi khó chịu cái tay ấy. Chứ còn thật ra cái chất liệu da này nó mềm lắm này. Các bạn có thể thấy nó mềm cực kỳ luôn. Mềm lắm. Nhưng mà tại vì mình thấy nó hơi lấn cấn ở cái chỗ là nó siết. Nếu mà siết hơi chặt tay á, không cần phải chặt lắm đâu nha các bạn. Hơi chặt chặt thôi. Nếu mà tay mà các bạn ra mồ hôi á, thì nó hơi, cảm giác nó hơi khó chịu một tí. Như các bạn cũng biết thì em mình cũng khá là mê mô tô phân khối lớn. Nhưng mà do cái thời gian và cái điều kiện để mà có thời gian chạy xe hoặc sử dụng xe thì nó không có. Còn mình thì mình ở cửa hàng suốt. Với lại mình cũng mong tất cả các cô chú anh chị và các bạn là cũng thông cảm cho mình một chút. Đó là cái thời điểm này thì nhà mình cũng đang khá là nhiều việc các bạn ạ. Hiện tại ngôi nhà của mẹ mình chuẩn bị xây á, thì đã cúng lấy ngày rồi. Nhưng mà giấy phép xây dựng thì vẫn chưa có. Đang trục trặc giấy tờ cho nên là cũng chưa có tiến hành tháo dỡ nhà cũ hoặc là làm nhà mới được các bạn ạ. Cho nên là đang trục trặc giấy tờ một chút các bạn. Cũng mong tất cả các cô chú anh chị cũng thông cảm cho mình. Thời gian này mình không có ra video thường xuyên được các bạn ạ. Nhưng mà mọi người thử comment cho mình biết là có đẹp không nha các bạn. Cái đồng hồ này có đẹp không nha. Nhưng mà đối với riêng bản thân mình thì nó rất là đẹp. Nó rất là tuyệt vời luôn. Không có gì chê cả. Tuyệt vời ở đây có nghĩa là tuyệt vời cái tấm lòng của em mình tặng cho mình thôi. Chứ không phải là giá trị của cái đồng hồ hoặc là cái độ hiếm của đồng hồ hay là một cái gì cả. Đó là một món quà mà em mình tặng cho mình nha các bạn. Nhưng mà theo mình thấy á, khách quan mình thấy á, thì
cái nón này nó cute phô mai que các bạn này, dễ thương ha. Mình thấy cute phô mai que quá. Thôi mình cũng chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn biết đến cái tin vui của mình và biết đến cái món quà của mình, em mình tặng mình thôi. Clip của mình thì cũng xin phép kết thúc ở đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye. Mình biết là em mình sẽ xem cái video này của mình. Thì qua đây thì mình cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến em trai của mình là Phạm Dũng nha các bạn. Cảm ơn em trai nhiều nha, cảm ơn vì món quà quá tuyệt vời em ơi. Thank you em.